Hello và chào mừng quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh gốc Việt. Mấy hôm nay thì em cái thông tin về Thiền Am thì ít, mà cái thông tin râu ria bên ngoài Thiền Am thì quá nhiều cả nha. Không biết đâu là thật đâu là hư nhưng mà có cái vấn đề mình thấy tràn ngập trên tất cả các trang YouTube của mấy anh em mà tham gia theo dõi rồi đưa tin về cái vụ Thiền Am á, thì họ đều cho rằng là cái cô Lan Lưu Thưa đó là sắp bị công an bế rồi đã có giấy mời để giấy triệu tập gì đó rất là nhiều những cái thông tin nói về cái cánh tay đắc lực của thiền am cô này thì thật sự là cánh tay phải cánh tay trái của thiền am mà ngoài toán từ trần thì có lan lưu thưa ha rồi ngoài ra này cũng có những người khác nhưng mà những người khác thì ngồi nói không à còn đắc lực nhất mà hỗ trợ rồi tới lui hoặc là có liên hệ mật thiết thì chỉ có hai người này thôi một là một nữ một nam à, thế cho nên nhiều anh em mà cứ đưa tin nói rằng là ông giáo đã có giấy triệu tập rồi cô này sắp tới ngày bị bế gì đó thì không biết mình thì chưa có nhận được thông tin gọi là chính xác về vấn đề đó cho nên mình không chia sẻ thêm nhưng mà có quá nhiều những thông tin như vậy thì chúng ta cũng phải tìm hiểu đúng không cả nha cũng có thể là liên hệ đâu đó như cá nhân mình cũng có liên hệ một vài trường hợp một vài vị để xác nhận cái thông tin này thì nói chung là cũng chưa có gì rõ ràng à, nhưng mà mấy anh em mà cái đưa thông tin thì có lẽ là người ta cũng có cái căn cứ gì đó để người ta nói à, nhưng mà có một cái điều đặc biệt vậy nè là mới đây thì cái cô lan Lưu Thưa này đã có một buổi livestream à, cổ nói rằng là cổ uh, nói những người đó đó đang hù cổ đừng có hù tôi tôi già rồi đừng hù tôi nhưng mà có con cái à, nói là tôi không sợ nhưng mà lại thuê luật sư à, cả nhà thấy mắc cười không buồn cười không nói tôi không sợ đâu đừng có hù tôi tôi không sợ gì hết nhưng mà cuối cùng phải đi thuê luật sư thưa luật sư riêng luôn nha à cô nói rằng à, là những cái người mà đang phao tin nói rằng là cổ sẽ bị bế cổ bị bắt cổ gì đó thì à, luật sư sẽ làm việc sẽ thương kiện những người đó à, ghê cho cả nhà có nói rằng những người mà đưa tin vậy đó sẽ làm cho cổ um, suy sụp tinh thần cổ lo sợ cổ uh, tăng xong gì đó tùm lum la cổ nói mà tôi mà có xỉu hay tôi có chết gì là do những cái người đưa tin đó cái này thật rất là buồn cười cả nhà thấy không À, mình không có làm gì sai trái thì người ta hù thì chuyện của người ta chứ quá cái gì tự nhiên người ta hù có bị bị áp lực bị bị suy sụp tinh thần đột quỵ gì tùm lum lá ngộ không à, mà không sợ tại sao thuê luật sư riêng đó không rồi cổ nói là à, tôi chỉ à, bảo vệ các bé các thầy thôi mà <laughs> tôi bảo vệ các thầy các bé mà mà tôi lỗi cái gì tôi sai cái gì à, tại sao mọi người cứ à, cứ nói tôi là gì đó nói chung là có liên hệ liên kết gì thiên em thì bây giờ á, cô lên đưa phát ngôn rất là nhiều những phát ngôn sai trái về vụ thiền em trong khi thiền em á là cơ quan chức năng đúng không công an người ta đã có những cái kết luận ban đầu rồi và người ta vào cuộc người ta điều tra như vậy thì chúng ta hiểu là có một cái sự gì đó rất là ghê gớm trong thiền em thì công an người ta mới làm việc rốt ráo như vậy đã thừa hiểu rồi rồi những cái cáo buộc trên trên cộng đồng mạng đặc biệt là lê thanh tùng rồi cô huệ rồi đó nếu như mà những cái cáo buộc đó mà sai thì thiền em đâu có để yên đúng không một cái vụ bò lá lốt mà không còn thương người ta được mà không lẽ rồi người... nó nói cáo buộc còn loạn lưng rồi im à? à đâu có dễ như vậy à, bây giờ một cái người bình thường thôi người ta suy nghĩ giữa hai cái cán cân đó thì người ta cũng hiểu ra rồi đó mà cô cứ lên bên vực bất chấp à, nào là thương các thầy các bé rồi à, mọi người hãm hại các bé mà thật sự cô nhìn lại đi ai hãm hại các bé của cô Đấy không không ai hãm hại hết trơn á người ta muốn làm như thế này á là chẳng qua á, là để giải cứu À, những người phụ nữ những đứa trẻ trong đó để trả lại cho nó một cái quyền cái quyền trẻ em cái quyền được vui chơi cái 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 nói chung là trả lại cái tuổi thơ cho những đứa bé đó đúng không đó là một cái điều rất là rõ ràng à, không ai hãm hại gì các bé hết à, còn nếu như mà vẫn để như vậy à, nếu như họ có nhiều cái khuất tất giống như cá buộc á mà cứ để như vậy thì những cái đứa bé đó sẽ bị nhồi nhét vào trong đầu chúng những cái vấn đề sai trái và từ đó thì sau này nó sẽ phát triển thêm phát triển thêm rất là nhiều những cái sai trái những cái hệ lụy vô cùng đáng tiếc à chẳng những những đứa bé đó mà muốn con cháu những bé đó nữa đúng không đó là một cái cả một cái hệ thống chứ đâu phải đơn giản đâu à, người ta làm một cái À, tất cả những cái video bây giờ cơ quan chức năng đang làm là rất là nhân văn rất là ý nghĩa và đang mang lại cái quyền cho những đứa bé đó chứ ai mà hãm hại đứa bé đó đúng không? À, đã vậy á, cô còn nói là gì à, thầy ông nội của cô là, là 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 tự cung từ từ năm 16 tuổi à, cho nên không có con nhưng mà mình nhớ rồi mình coi mấy phim tạo đó nha mấy cái cái cái, cái ông thái giám ở trong 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 triều đình rồi đó, đó mà cung rồi là mấy ống ẻo ẻo đúng không quả này sao thầy thầy ông nội của bà này râu ria đồ dữ quá ha rồi những cái khi mà thấy va chạm mà nhìn thấy những người phụ nữ thì ổng có thái độ rất là gì, gì đó <laughs> nói chung là vậy à, nếu mà tự cung rồi thì cũng cũng thay đổi cái cái vấn đề testosterone đồ này chia chứ sao mà còn còn manh lì quá vậy đúng không cái nhà khó hiểu quá ha mà mà có một lần á cả nhà nhớ khi mà ổng ổng mặc cái bộ đồ chỉ có cái 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 quần quần bơi không đó ổng à, còn giới thiệu với mấy cái bà mà ở gần đó đó trong hồ bơi đó chỉ là tôi còn ngon nha còn nguyên nha ổng à, nói ổng còn nguyên luôn mà tự nhiên bà này bây giờ bà lại, lại phao tin là nói ổng tự cung từ hồi 16 tuổi à quá ra là lan lan đang chơi chơi sau lưng nội rồi lan ơi thật sự là vậy đúng không rõ ràng ổng mặc quần ổng còn một tay chào mấy bà nó ui tụi còn ngon nha còn nguyên nha à, mà 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 trong khi bà này bỏ lên bỏ khóc bù lu bù la nói ông nội tự tự cung hồi năm 16 tuổi mà giờ tụi nó nói ông nội uh, có con có cái lum à, trong khi á cơ quan chức năng người ta điều tra người ta nói là có 11 người ở trong đó đó là có quan hệ huyết thống với ổng à, vậy mà cô này nói tự cung vậy thì 11 người đó ở đâu ra trời đúng không bất lợi hợp lý không có đó rõ ràng là đi lại ngược lại với những cái kết luận từ phía cơ quan chức năng rồi đó đó là một cái một cái trong những cái căn cứ mà tại sao mấy anh em cứ nói rằng là là Lan sẽ sắp sắp gặp ông giáo sắp bị mời thì lên này kia đúng không thì tại vì cô đang đi ngược lại cái kết luận của người ta cô đang làm sai lệch những cái thông tin từ phía cơ quan chức năng á, dẫn dắt được rất là nhiều người bộ đó, mỗi cái clip của cô lên là có hàng ngàn người xem mà chứ đâu có ít vậy nhiều người cứ tối ngày hồi lúc trước cũng vậy mình thấy có người thì cứ nói là loạn lưng có sao đâu rồi có người nói là ông 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 cụ đó thì không có khả năng sinh con bà này thì nói là tự cung rồi có người nói là gì? À, hẹp bao quy đầu gì tùm lum la mình thấy nó ngớ ngẩn ví dụ như bây giờ hẹp đi hẹp thì cũng có con bình thường chứ có ảnh hưởng cái gì đâu Đúng không chẳng qua thì có người về người khác à, người thì bình thường người không bình thường nó có tới mấy trường hợp lận nếu mà các bạn mà mà cứ, cứ suy nghĩ cái kiểu mà bị hẹp cái đó mà không có con thì thôi cũng bó tay cái 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 cách suy nghĩ mà bây giờ ví dụ như mình muốn phát ngôn gì thì cứ dự lên tìm hiểu thôi lên mạng xã hội tìm hiểu à, cái như hồi xưa mình đi thực tập ở bên ngoại niệu thì mấy bác sĩ chia sẻ cái chuyện này rất là nhiều rất là bình thường à, nó có tới ba bốn trường hợp là chứ không phải là tất cả đều đều hẹp giống như lợn nít đâu à, có thể là bệnh lý cũng có 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 thể là hẹp 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 vừa là người ta có thể nông được còn nếu những người mà hẹp nhiều á là phải cắt ha à, phải phẫu thuật à, còn nếu như các bạn nói mà ổng bị bị hẹp vậy đó thì có khả năng là ổng ổng có trường hợp nặng đó là phải cắt bỏ à, cắt bỏ một phần để cho nó rộng ra nhưng mà thật sự thì bây giờ ổng không cắt thì vẫn có con bình thường hoàn toàn còn nếu như hơi à, hồi hôm mình có trao đổi, trao đổi với anh đức á, thì anh nói có khi nào ổng chơi chiêu không giống như là ổng ổng vá lại vậy đó vá lại để ổng đi khè thiên hạ À, ông nói rằng là, ờ tôi dày nè cho nên tôi không có con để lách đó cả nhà lách đó nhưng mà bây giờ y học phát triển một một vài cái cái tiểu tiết nhỏ đó thì nó cũng đâu có ảnh hưởng gì đâu bây giờ người ta kiểm tra xét nghiệm adn là, cận quyết hay không rồi cha con gì trời ơi nó ra trơn chứ cần gì phải phải gọi là làm cho quá lên đúng không nhưng mà nhiều khả năng á ông cũng chơi chiêu trong đó đó à, bởi vậy ông khoe hàng ra nó ờ tôi bị dày bị hẹp vậy nè cho nên không có con đúng không 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 từng quan hệ À, cũng là cái chiêu đó chứ không đơn giản đâu nha nhưng mà thôi nói lại cái vấn đề của cô lan đi à, nhiều người giờ người ta cứ râm ran mình thấy lên trên mạng xã hội người ta nói quá trời nó cô lan sắp bị bế đã có thư mờ có giấy triệu tập gì của công an lâm la làm ảnh hưởng đến tinh thần sức khỏe à, cô lan nói là cô lan không có sợ à, tôi không có sợ nhưng mà tôi sẽ thuê luật sư à, giống như nói câu, câu trước vậy mà câu sau ngược lại đúng không nói câu trước đá câu sau không biết có sợ hay không mà giờ thuê luật sư rồi còn hăm dọ luôn đó mấy 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 ông mà đưa đưa cái tin nói rằng là tôi bị bắt bị này kia là bị mốt tôi suy sụp tinh thần mà tôi có cái gì á là mấy ông chịu trách nhiệm đó à, nghe chưa cảnh báo cho mấy anh mà cứ đưa tin nói rằng cô Lan là bị bị hốt nha à, hết, hết sức cẩn thận nha Lan mà lỡ nằm xuống là mấy anh chịu trách nhiệm đó ừ. bởi vì à, nói chung khi mà tham gia cái vụ việc này cả nhà thấy rất là nhiều, nhiều những cái anh em mà đã từng xuống địa phương, từng xuống cái 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 ổ cái gì, cái động, à, cái ổ cái động hình như cũng giống đó nha. là cái nơi của thiền em đó người ta xác nhận rồi, à, người ta có rất là nhiều cái nguồn tin chứ không phải là ngồi một chỗ để phán đâu. À, cho nên người ta cũng có cái căn cứ nào đó à, chứ không phải là khơi, khơi nói nói một người bị bắt đâu có dễ cả nha. một người bị bắt bị bế đâu có dễ. chẳng hạn như anh toán từ trần đâu phải người ta ngồi một chỗ người ta biết, à, người ta cũng phải đi người ta thu thập, người ta đến cái những người, người hàng xóm đó người ta liên hệ chứ đúng không à, cho nên cái thông tin này thì cũng nên xem lại ha rồi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chân trọng kính chào và hẹn gặp lại.